Xin chào ở nhà nhé. Trong phiên sáng ngày 12 tháng 9 năm 2021, hôm nay thì em sẽ update cho mọi người những cái chậu hàng hoa Tết giá rẻ. Hai số điện thoại đặt hàng 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và sau đây thì em sẽ điểm qua chi tiết từng loại báo giá đến các bác nhé. Rất là nhiều những dòng hàng hôm nay mới về. Và do tình hình Covid nên là một số những dòng hàng hôm nay thì giá ưu đãi mùa dịch. Các bác nếu mà tranh thủ thời gian này, mình có thời gian mình chăm sóc, mình có thể sở hữu một giò lan đẹp với giá hấp dẫn hơn rất là nhiều. Em nên cho mọi người những chậu 5 cánh trắng họng hồng, hàng hoa Tết. Để giới thiệu thêm về một số những cái thông tin về dòng 5 cánh trắng họng hồng này thì em sẽ đưa qua ra để một số bác mới tập chơi hoặc những bác mà chưa biết đến những dòng giả hạc này có thêm thông tin về nó nhé. Đây là một cái dòng hàng ươm ki của Đài Loan, và hàng này thì trước đây ấy là một cái dòng hàng nói chung là nó dòng hàng VIP rồi. Đối với nói đến dòng 5 cánh trắng thì để mua những cái dòng hàng như 5 cánh trắng Phú Thọ hoặc là HO thì nó rất là cao. Thì cái họng hồng này ngày trước ấy thì đã bán ra hồi xưa là với giá từ 300-350 một thân cơ, cũng bán theo thân. Còn với thời điểm hiện tại thì giá thành nó đã giảm rất là nhiều. Đây là một cái chậu nó nhiều thân như vậy, bây giờ không thể nào tính theo thân như ngày xưa nữa, và nó sẽ tính gọi là tính theo chậu nhé. Hôm nay em giao lưu cho mọi người 7 chậu họng hồng với giá siêu rẻ, rẻ chưa từng có, hàng thuần và hàng ươm ki chuẩn hoa nhé. Chưa bao giờ có một cái mức giá như thế này luôn. Các bác nhìn mà nhiều khi mình thèm, nhìn thấy rất là đẹp như thế. Hình này em gọi là HH1, một giò 5 cánh trắng họng hồng, 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân. 7 thân dài như vậy có giá 450 thôi. Tính ra thì đâu đó nó chưa đến 70.000 đồng một thân họng hồng. Đấy, rẻ cực kỳ. Tiếp theo HH2, 6 thân, 400.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. Đây có kèm thêm hai cái kia nữa. 400.000, 6 thân. HH3 cũng 6 thân, 390.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây có hai cái kia nhỏ kia. Đấy, thân dài xếp, lá xếp rất là đẹp, chỉ có 390.000 ạ. HH4, 330.000, cũng 6 thân. Giò này thì ngắn hơn một chút xíu nên là bán 330. Nói chung với giá 330 là quá là rẻ rồi. Đấy, hàng đẹp mê ly, tính chia bình quân. À, em xin lỗi nhá, giò này 7 thân nhá. 7 thân, 2, 4, 6, 7. 7 thân nhá, giò này 390 nhá. À, 380 nhá. Em xin lỗi, cái này em mua theo thân, 380.000 cái giò này nhá. 2, 4, 6, 7. Này em nhìn nhầm, 7 thân 380. Thôi 370 đi. Tiếp theo hình HH5, 7 thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân, kèm thêm một số những kia nhỏ nhỏ kia em không tính này. 450. Nghĩa là 7 thân này 380 thì nó ngắn hơn là giò 7 thân này. Tiếp theo HH6, 5 thân. 2, 4, 5 thân, 330.000. Đây kèm theo cả thân này là 6 thân này, 330 này. Và cuối cùng là HH7, 6 thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là 7 này. Nhưng mà thân nó rất là dài. Giò này 450. Thực ra với giá thành 450 thì nó cũng rất là mê ly rồi. Đấy, đẹp chưa? Giá mùa dịch giờ rất là rẻ luôn. 5 cánh trắng họng hồng, hàng ươm ki chuẩn giống chuẩn hoa. Dòng này hoa rất là thơm. Nhiều bác thì mua ngày xưa thì bây giờ nhìn nó rất là rẻ. Đấy, không nghĩ là giá có, cũng như có những cái thời điểm mà giá lại rẻ như vậy nhé. Đai châu Thái nhé. Đai châu Thái cây to, nhiều cặp lá. Hiện tại thì một số cây, không phải là hoàn toàn, nhưng một số cây đã chuẩn bị lá sưng cái mắt nụ này. Hàng châu Tết năm nay. Đó, đây. Không phải là hoàn toàn, nhưng chậu này em thấy là đang có sưng nụ. Chậu to như vậy này, em bán là 170.000 đồng một chậu. Mua hai chậu còn 160.000. Đấy, hàng rất là đẹp. Đây là hàng của Thái Lan. Hàng của Thái Lan, 170.000. Bản lá to. Hoàng thảo vôi thân nù. Thân nù, thân mập nhá. Hiện tại thì đang vào cái thời điểm mùa nghỉ cây. Bắt đầu những cái cây thân thòng, dòng thân thòng đã bắt đầu xuống lá, thấp ngọn và chuẩn bị chút lá nhá. Hàng này thì thân của nó mập, lô hôm nay em lấy về cái từ cái vườn này, thân của nó siêu mập. Hàng ghép lên bảng dớn rồi, à bảng gỗ rồi, về chỉ việc treo lên thôi. Cái bộ rễ của nó ăn rất là khỏe và đấy. Năm nay những cái giò vôi tím này nở hoa thì rất là tuyệt vời nhá. Vôi thuộc dòng dễ trồng, dễ chăm.
Và mỗi bảng hoàng thảo vôi hoa tím này em bán với giá là 200.000 đồng một bảng nhá. Đấy, một bảng to đẹp như vậy chỉ có 200.000 thôi. Bình thường là 250-250 một bảng, nay bán 200.000 một bảng thân nù. Rất là nhiều những thân khác nhau. Đấy, cái này thì gửi đi là sẽ phải cắt nước cho các bác là một này. Thứ hai là đến nơi những cái lá nó vàng thì không ảnh hưởng gì nhá. Mùa này vôi thắt ngọn hết rồi ạ. Hàng kg các bác kép thì còn lâu, nó mới được một cái bảng mà nhiều bật dễ khỏe như thế này. Đấy, mình lấy luôn cái hàng này về chơi Tết luôn. Rất là đẹp, rất là xịn sò. 200.000 đồng một bảng đó ạ. Cắt kim cương xanh ạ. Cắt kim xương cương xanh này thì hôm nay thì em có về cái bụi to. Bụi to nhiều thân, nhiều giả hành. Và dòng này thì hoa của nó rất là đẹp, dòng hoa thơm. Kim cương xanh một bụi nhiều thân to như vậy với giá là 160.000 đồng một bụi nhé. 160.000 đồng một bụi kim cương xanh, hàng cắt một lá, bông to, bông đại. Xin giới thiệu với mọi người, hôm nay em có về một cái lô Denzo xuân nhá. Hàng này thì nó có nhiều màu khác nhau, tuy nhiên thì nhà vườn người ta không phân biệt được màu, và về thì sổ ra mặt hoa nào thì mình sẽ chơi mặt hoa đó. Và trong cái bảng màu Denzo xuân thì nó có rất là nhiều những màu sắc rất là độc lạ, là màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu đỏ, màu tím, rất là nhiều những cái màu khác nhau. Và dòng này thì bông của nó to, rất là sai bởi vì cái thân của nó rất là mập này, rất là mập luôn. Và bây giờ là cái thời điểm mà Denzo xuân đang xuống lá nhé, đang thắt ngọn chuẩn bị xuống lá. Các bác sẽ thấy lác đác những cái lá vàng là chuẩn bị là nó sẽ xuống lá để sắp tới nó cho một mùa hoa rất là rực rỡ. Denzo thân mập ú, có những thân nó to bằng ngón tay cái ạ. Và giá thành hôm nay thì cũng rất là rẻ, rất là mềm mại để các bác sưu tầm. Hàng Tết các bác có thể mua một cái chậu Denzo xuân này từ giá 250 đến 280.000 đồng một giò. Lúc mà hàng Tết khi mà nó đang sưng nụ. Hôm nay thì một chậu nhiều thân như thế, các bác mua chỉ có giá bao nhiêu ạ? 200.000 đồng một giò thôi nhé. 200.000 đồng một giò Denzo xuân, mặt hoa rất là nhiều, màu hoa đa dạng. Các bác nếu mà lấy cái thân cao này thì nó sẽ ít thân hơn. Còn nếu mà lấy những cái chậu mà thân nó thấp thấp này, lùm lùm này thì nó sẽ nhiều thân hơn rất là nhiều. Đấy, nhiều bác thì thích hàng cao, nhiều thích thì bác thích hàng thấp, nhiều thân. Thì các bác thích theo sở thích như thế nào bên em sẽ chọn cho các bác nhé. Và 200.000 một chậu, mua 3 chậu miễn phí ship vận chuyển toàn quốc. Và hàng này nở hoa Tết, rất là tuyệt vời. Giới thiệu các bác đến những cái chậu cây không khí nhá. Cây không khí này tại sao người ta gọi tên như vậy? Bởi vì đây là cái cây mà không cần bất cứ giá thể nào và chỉ sống ở ngoài không khí thông qua là hơi nước hoặc là không khí ạ. Cái này thì các bác chỉ cần phun sương thôi, cây phát triển rất là khỏe. Cây không khí này có cả hoa các bác nhá. Đây ạ, vừa rồi này những cái hoa, những cái thân lá nó màu xanh chuyển sang xanh nhạt này là những cái bông hoa của nó vừa nở. Đấy, khi nào chuyển sang xanh nhạt là nó sẽ nở hoa. Còn xanh đậm này là chưa hoa. Các bác nhìn này, xanh đậm là chưa hoa nhá. Những cái xanh nó chuyển sang màu như kiểu liều biên biên như vậy này là những cái mà nó đã cho hoa rồi. Và cây không khí này có rất là nhiều màu sắc, có hoa màu trắng, màu vàng, màu tím. Đấy, bụi không khí của em ngày hôm nay bụi to rất là nhiều. Đấy, bụi này là bụi to nhá, to bằng cái bát ô tô ấy. Nó không phải là thuộc cái dòng cây nhỏ nhỏ như cái bát con mà bình thường các bác vẫn hay mua ở ngoài đâu. Ở bên cây kiểng người ta trồng bán cái này rất là nhiều. Và các bác mà có quán cà phê này, văn phòng này, hoặc là ở trong khu nhà khách, ở trong nhà ấy, ở ban công ấy, mọi người có thể để những cái cây không khí này, mọi người có thể xiên qua những cái dây, mọi người treo lên. Đấy, nó vừa xanh cho cái khu vườn, cái không gian của mình. Đó, cái cây không khí loại to này thì em bán là 70.000 một bụi nhá. 70.000 một cây không khí. Cái loại nhỏ nó chỉ bằng 1/4 thôi, 1/4 cái cụm to này thôi mà đã rơi tầm 50.000 rồi. Đấy, 70.000 mà bác có một bụi không khí to tướng luôn, to đùng luôn. Đấy, 70.000 một bụi nhá. Và không khí này mà mua 5 bụi thì em sẽ giảm giá cho các bác một chút nữa. Đấy, mua 5 bụi. Đấy, không khí hôm nay về lô rất là to, đẹp. Hôm nay em có một số những giò kiều Lộc Bắc nhá. Giò kiều Lộc Bắc vùng Di Linh, Lâm Đồng. Những cái giò kiều thân rất là mập, hàng thuần chậu này. Có những thân nó mập bằng ngón tay cái, ngón chân cái của em cơ. Đấy, một thân của nó thì nó sẽ có rất là nhiều những cái mắt nụ hoa. Và đảm bảo những cái giò này sẽ cho ra những cái chùm hoa rất là tuyệt vời. Em có 6 giò duy nhất thôi. Giò này em gọi là giò số 1 này. Giò số 1 này, thân tơ này, thân rất là mập luôn. Những cái giò kiều này giá rất là mềm mại nhá, 230.000 hàng thuần rồi. Hàng chơi Tết. Tết một giò kiều thì ít nhất phải 280-300.
Tờ bán 230 này. Kiều số 2 này, giò này 280 này. Chọn này nhiều thân hơn, nhiều giả hành hơn, nhiều thân tơ hơn. Đấy, toàn thân tơ thôi. Thân già hầu như là cắt bỏ khá là hoàn toàn rồi. 280.000 chậu kiều số 2. Kiều số 3 em cũng bán 280.000 nhé. Kiều số 3 thân lùm hơn, nhiều thân hơn. Nhiều thân và thân nó ngắn hơn thì nó chậu nó nhiều sum xuê hơn nhé các bác nhé. 280.000, đây là chậu số 3 này. Rất là đẹp. Chậu phi to. Tiếp theo là chậu số 4 á, 270.000. Đây thân tơ đang lên này. Ôi thân siêu mập luôn. Thấy rất là mập nha các bác nhé. Cái lô kiều này mập thật đấy. 270.000, đây là giò số 4 nhé. Kiều Lộc Bắc, em sẽ đính kèm cho mọi người mặt hoa ở trên màn hình. Đây là giò số 5, 270.000, cũng 270 ạ. Đấy, thân tơ này, quá là tuyệt. Đấy, 270. Và cuối cùng là giò số 6, giò này 220 nhé. 220, giò này thân lùn. Nó ít thân hơn một chút, nhưng mà cũng rất là nhiều, nhiều mầm đang lên ạ. 220.000, đây là giò số 6. Đây cái này nó hơi vàng lá xuống một tí. 220.000. Hôm nay em có về một cái lô hàng rất là xịn sò. Một mặt hàng rất là mới, rất là độc, rất là lạ. Và hôm nay mới xuất hiện đó chính là cây cửu bảo tiên Lai Châu. Dòng cửu bảo tiên Lai Châu nó mang dáng dấp cũng như là những cái ưu điểm của cái hai cái dòng này. Đấy, cây cửu bảo tiên thì hoa thơm rồi. Đấy, và hoa của nó bông to. Lai Châu thì chùm hoa dài, vòi dài, và thân lá của cây Lai Châu thì rất là đẹp. Đây là cây cửu bảo tiên Lai Châu các bác nhé. Chậu phi to, dòng này là dòng dáng hương với bộ rễ gió dài. Các bác về treo lên và tưới nước. Cây phát triển cực kỳ là khỏe. Hiện tại thì cây là cây nhiều cặp lá. Một cây cửu bảo tiên Lai Châu này thì em bán với giá là 290.000 nhé. Đây là em sẽ cho mọi người xem luôn cái tình trạng của cây này. Đây là cái cây cửu bảo tiên Lai Châu. Và các bác nhìn này, cái cây của nó rất là to, bộ rễ dài này. Đấy, cầm ở trước người các bác thấy á, cái bộ, thứ nhất là cái bản lá của nó nhá. Bản lá của nó là bản lá xếp đấy ạ. Cái cây của nó là cây lá xếp. Cây to. Nếu mà giơ đằng trước người nó chiều ngang của nó bằng phía ngang bên ngoài ạ. Đấy, cây to nhiều gặp lá này, lá xếp, mít rụt rịt và bản lá rất là to. Một cây đẹp như vậy chỉ có 290.000 thôi. 290.000 một cây cửu bảo tiên Lai Châu, hàng đẹp. Hôm nay thì em có về thêm một loại kiếm mới, đó chính là dòng kiếm đỏ nhá. Dòng kiếm đỏ nô, mặt hoa đẹp. Hàng này thì về các bác tách cho em thành những cái tép, mình trồng thành từng chậu. Một bụi của nó nhiều tép. Hàng này thường người ta sẽ tách tép người ta bán, nhưng mà em nhập theo bụi thì em bán cho mọi người theo từng bụi thôi. Rất là nhiều và những bụi rất là to. Dòng này thì có một cái lưu ý, đó chính là cái lá của nó thường nó dài nhá. Vận chuyển qua nhiều khâu thì nó hơi bị gập đi một chút, thì có bị cắt đi một hai cái lá thì nó không ảnh hưởng gì. Tổng thể cây thì rất là đẹp, nhiều thân nhiều tép. Dòng kiếm này về các bác tách ra trồng thành từng chậu thì sẽ được nhiều chậu khác nhau. Mỗi bụi kiếm to nhiều thân này, dòng kiếm đỏ này nó cũng hơi đắt hơn, nó hiếm hơn. Em bán là 230.000 đồng một bụi, nhiều thân kiếm đỏ. Mặt hoa thì đính kèm như trên màn hình nhá, mọi người có thể xem màn hình cái mặt hoa của nó. Đây, một bụi của nó cũng ít nhất từ 3 giả hành trở lên. Lá của nó là dòng lá láng, bụi nhiều thân nhiều tép. Về bổ sung thêm một cái lô cát vàng chùm. Tại sao gọi là vàng chùm? Bởi vì cái hoa của nó thành từng chùm, thành từng bụi. Và dòng này hoa của nó lại là hoa có mùi hương rất là thơm ngát. Đây là dòng cát hoa thơm nhé. Nhiều bác thì chơi cát thì các bác thích chơi những cái dòng có hương, thì dòng cát vàng chùm này đáp ứng rất là nhiều những cái tiêu chí của mọi người. Cát vàng chùm này một bụi của nó nhiều thân, nhiều giả hành. Về các bác có thể sang chậu hoặc là có thể tách ra. Thường thì em thấy là mọi người ghép thì mọi người ghép nguyên một chậu sang cho một chậu to thì nó đẻ nhánh ra, nó thành bụi khủng. Đấy, cát vàng chùm này, hoa thơm này thì em xin phép bán là 140.000 đồng một chậu. 140.000 một chậu nhiều thân. Đấy, hàng rất là đẹp. Mặt hoa của nó thì rất là tươi tắn nhá. Và đặc biệt hơn là mọi người thích là thích cái mùi hương của nó. Hôm nay cái hàng này mới về. Trông như lưỡi bẹt ạ. Hàng này thì em cũng đã bán cách đây cũng nhiều lô và hàng chuẩn hoa bẹt cho các bác nhé. Hàng mặt hoa bẹt là dòng hoa có giá trị và rất là nhiều các bác yêu thích. Đó, thân của nó tía, thân tím lịm. Bảng hôm nay dài, nhà vườn chăm thì rất là dài rồi. Cái này các bác chăm từ giờ đến Tết thì nó sẽ dài phát triển hơn và chuẩn bị đến thời điểm giai đoạn nó đứng ngọn. Một bảng ít nhất từ 3 thân đến 4 thân ạ.
Em bán là 240.000 đồng một bảng nhá. Đây là bảng châu như lưỡi bệt ạ. 240.000 một bảng. Hàng lá xếp đẹp. Cái này ghép vào bảng nhựa thì về các bác có thể cho sang chậu này, hoặc là mình có thể ghép vào gỗ cũng được. Chứ dòng phi điệp nó cũng rất là dễ trồng. 240.000 một bảng châu như bệt. Hàng thân rất là dài, mập đẹp, cây khỏe mạnh. Mới về thêm một lô nữa. Em về thêm một cái lô kiếm là kiếm Phan Chí và kiếm Xanh Huế, hàng gieo hạt của Thái Lan. Đấy ạ, Xanh Huế thì hôm nay về ít hơn. Xanh Huế thì có số lượng ít đấy ạ. Đấy ạ. Mỗi chậu kiếm Phan Chí và Xanh Huế này em bán là 130.000 nhá. Tầm 2 tép trở lên. Đấy ạ. Còn bên đây là Xanh Phan Chí. Phan Chí thì đợt này về nhiều. 130.000, cây lá ngắn, bản lá cũng khá là to đẹp. Kiếm Phan Chí và kiếm Xanh Huế. Kodakoki nhá, một trong những dòng hàng rất là nổi tiếng của bên Thái Lan. Dòng này là một dòng dáng hương, chơi thân lá và đặc biệt là cái dòng hoa của nó rất là thơm, siêu thơm. Nhìn cây thì nó cũng na ná giống hoàng nhạn đúng không ạ? Bởi vì đây là cái dòng hàng mà đều là dòng dáng hương của nhau cả. Đó. Hôm nay thì em giao lưu cho mọi người những cây Kodakoki, cũng gọi là cây khá là trưởng thành rồi. Vì bình thường ấy, cái hàng này có những lô hàng em nhập thì người ta xuất những cái cây nhỏ xíu này đã bán rồi mà giá lúc đấy nó phải 150, 130 rồi. Hôm nay thì cây to hơn, nhỉnh hơn. Cây này thì năm ngoái em bán nhiều, năm nay thì đến lô này thì nhà vườn người ta bắt đầu người ta xuất ra đấy ạ. Đó, vì là mùa dịch nên là cây giá thành nó cũng sẽ giảm hơn nhá các bác nhá. Đấy, một cây Kodakoki đợt này cây to cũng nhiều cặp lá. Đấy, nếu mà tính cả lá gốc của nó thì nó cũng khá là nhiều đấy ạ. 2 4 6 7 8. Cũng phải 7 8. Rồi là có những cây có cả lá gốc thì rơi tầm 9 cặp lá, nói chung là cứ tầm 7 8 9 cặp lá nhá. Em bán giao lưu cho mọi người là 170.000 một cây. Mua 2 cây là em tính cho các bác là 160.000. Đấy, nếu mà không phải dịch là năm ngoái những cái cây này đã bán từ 230 đến 250 một cây rồi. Đó. Hàng này thì đính kèm cho mọi người mặt hoa nhé. Hoa rất là thơm. Nếu các bác nếu mà chơi sưu tầm mặt hoa thì dòng Kodakoki này, cái bông hoa to rất là đẹp. Kodakoki. Có rất là nhiều những bác đã hỏi về cái mặt hàng này trong cái thời gian vừa rồi. Tuy nhiên thì do tình hình dịch cũng không hàng cũng không về được ấy. Nên là em cũng đã khất lần rất là nhiều những cái đơn hàng của các bác. Và hôm nay ạ, một cái lô hàng về rất là xịn sò, rất là đẹp và cây rất là to các bác nhá. Kodakoki đợt này cây to, nhiều cặp lá. Để nuôi một cây trưởng thành như vậy thì cái thời gian ra hoa nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc các bác mua những cái cây giống. Và các bác vẫn nhớ không ạ, cái cây giống của nó chỉ ngắn bằng một nửa cái này thôi, cũng đã rơi tầm 150 một cây rồi. Và loại này hôm nay là loại cây nhỡ, cây to hơn nhé các bác nhé. Một lô hàng toàn những cây lá xếp rất là đẹp, hàng vừa mới về này. Đó, Kodakoki hàng lá xếp. Đấy ạ, như cái năm ngoái cái lô cây to như vậy về là 250 một cây. Thời điểm này đang là thời điểm mùa dịch nên em sẽ cố gắng bán để giữ chân cho mọi người những cái mặt hàng nó cũng mềm mại giá và để cho mọi người giá ưu đãi nhất có thể. Đó chính là một cái cây Kodakoki nhiều cặp lá này với giá chỉ có 170.000 một cây thôi ạ. 170.000 một cây Kodakoki, hàng sai hoa và bông rất là thơm. Nó cũng như là một cái dòng hoa của nó cũng khá là nhang nhác đến cửu bảo tiên. Tuy nhiên một số bác thì thích hoa cửu bảo tiên hơn, một số bác lại thích Kodakoki hơn. Và cây hôm nay là cây nhỡ, cây lớn nhá các bác nhá. Chỉ có 170.000 một cây, rất là nhiều cặp lá và lá xếp như vậy các bác về trồng lên một chậu. Đó, khi mà ra hoa thì nó cực kỳ là tuyệt vời. Và các bác lấy 2 chậu em sẽ khuyến mãi cho mọi người còn 160.000 nhá. Đấy, ưu ái hết sức có thể. Bởi vì nếu mà giá thông thường một chậu này ít nhất phải từ 230 đến 250 một cây. Hôm nay bán chỉ có 170.000 một cây thôi. Phi điệp tím ạ, đây là những cái giò phi điệp tím hàng thuần chậu. Và những cái chậu hàng này thì đã thuần rất là ấm chậu và rất là đẹp. Hàng chơi thân, chơi lá và chơi cả mặt hoa. Vì đây là những cái dòng hàng hoa đẹp nên là nhà em cũng có ươm ki nhân giống ra. Và hôm nay thì chia sẻ cho mọi người những cái dòng giống đẹp nhé. Hiện tại thì giá thành của những cái dòng hàng va nó cũng khá là rẻ nên là hàng thường bây giờ nó cũng hạ cực kỳ là nhiều. Nên là giá này là giá giao lưu cho các bác thích chơi, sưu tầm. Em lên cho mọi người từng giò báo giá chi tiết đến các bác nhé. Em gọi đây là giò P1 này. Một cái giò thân thủ, thân lá rất là đẹp này. Giò này thân lá rất là mập đẹp. Hàng vẫn đang đi ngọn nhé. Rất là khỏe. Ba thân dài. Và có một cái mầm này đang lên tầm khoảng 25-30 cm. Đây là cái thân này là thân vừa rồi thắt ngọn xuống lá mà chưa hoa. Giò này em bán 320.000 nhé. P1 một giò quá là tuyệt vời. Về chỉ treo lên thôi. Giò P2 260.000. Giò này thì gồm có một thân này, hai thân này, ba thân, bốn thân. Bốn thân này ươm ki từ cây mẹ ra nó cũng khỏe này. Đây cái thân này thì dài gần mét thôi. Đi ngọn cực kỳ là khỏe.
260.000. Đây là giò P2 nhé, 260 ạ. Mã P3 em lên cho mọi người một giò phi điệp 250. Cũng đây cũng là một giò thân lá đẹp. Đây, những cái lá bản lá tre, lá mít tre. Này, thân của nó rất là mập luôn. À, giò này thì đẹp nhưng mà mỗi tội là bị con chuột này nó cắn cái đầu ngọn này một chút xíu. Đây, vừa mới rớt ra. Đấy, cái chậu này 1, 2, 3, 4, 5 thân. Thân kia thì nó bị xuống lá thôi. Còn đây là 4 thân đang đi ngọn. Giò này em bán 250 nhá. Giò này mặt hoa đẹp đấy ạ. Em nhớ giò này mặt hoa đẹp. P4 230.000, giò 4 thân. Giò này thân lá tre, thân xanh, đi ngọn khỏe, 230.000. Đây là giò P4 nhá. Thân này phải dài từ 40 đến 50 cm. Tiếp theo là P5. P5 em lên cho mọi người một giò 350.000, 350. Cái giò P5 này gồm có 1 thân này, 2 thân này, 3 thân này, 4 thân này, 5 thân. 5 thân và rất là dài, to đẹp. Đầu xuân giá phi điệp nó vẫn còn rất là cao ngất ngưởng luôn. Đây giá bây giờ hạ một cái giò to đẹp này, chum xuê như vậy có 350 thôi. Đấy, đây là giò P5 nhé, giò này rất là to. Có 350. Giò P6 250.000, 3 thân dài đẹp. Phi điệp tím giá rẻ luôn. Trời đất ơi, một cái giò hàng thuần sẵn rồi. Đây, toàn những cái giá thể vỏ thông rồi là phân bón bỏ vào công sức trồng đấy. Nói chung là với một cái giò phi điệp như vậy nó cũng rất là đáng đồng tiền bát gạo. 250 nhé, P6 á. Em sang mã P7, giò này thân, giò này chơi thân lá cũng ok này. Thân của nó mập, thân tía tím, đi ngọn khỏe, hai thân siêu dài, một mầm đang lên. Giò này 230.000, giò này quá rẻ. Giò P8 250.000. 1, 2, 3, 4 thân, 4 thân nhá. Nhưng mà có thân này bị chuột nó cắn. Đấy, nói chung là phi điệp thì 250, giò này 250 thôi. Đây giò P8 250.000. Tiếp theo là P9 ạ. P9 là một giò sum xê nhiều thân. Thân nó hơi ngắn một chút. Thân ngắn này tầm khoảng 30 đến 40 cm, 35 cm. Siêu nhiều thân. Giò này 2, 4, 6, 7 đầu, 250. Đây là P9 ạ. Mã P10 200.000. Một chậu thân lá khá là xanh. 2 thân, 4 thân, 200.000. Đây là P10. P11 250.000. Đây chậu này 2 thân thôi, nhưng mà thân nó dài đến gần mét rồi. Giò này là hoa của nó cánh xoắn. Nhớ không nhầm đây là giò cánh xoắn. Thân của nó cũng xoắn uốn lượn này. Thân dài đến mét rồi nhá, 250 hai thân. Tính có 125.000 một thân dài đến mét. P12 3 thân. Loại này thì lá nó hơi xoăn tí nhá. Đây dòng lá xoăn này, thắt ngọn rồi. Thân xanh lét, thân rất là mập, 200.000. Đây là P12 200. Tiếp theo P13 210.000 đồng. 210.000 đồng hai thân. Đấy, hai thân phi điệp ghép lên chậu sẵn rồi, 210. Mã P14 240.000, 3 thân. Đang đi ngọn khỏe. 240.000 P14, 3 thân ạ. P15 một giò siêu đỉnh luôn, giò này dài, thân dài thì hơn 1 mét rồi. Thân lá xếp 1 2 3 4 5 thân. Giò này rất là đẹp nhá. 350 này. 350 một giò siêu to bự. 350.000. Và P16 280.000 giò 3 thân dài, hai thân kia cũng dài 1 mét, thân này thì ngắn hơn một chút xíu. Đây cái này cũng giò lá hoa xoắn này. Cánh rất là bay, giò này cánh rất là bay. Đấy.